Bé ngoài đáng yêu và thành tích mới của nhóc thì việc từng có bức ảnh sơ sinh đạt 1,5 triệu tương tác. Em bé quốc dân này hóa ra là ái nữ của hai ngôi sao đình đám làng giải trí Việt. Winnie, con gái của Đông Nhi và ông Cao Thắng có hai bức ảnh triệu tương tác. Cuối tháng 10 năm 2020, gia đình ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng chào đón thiên thần nhỏ. Em bé chính là trái ngọt cho cuộc tình hơn một thập kỷ của cặp đôi vàng trong làng giải trí. Từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời, bé Winnie... Tên thật là ông Yên Nhi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Nói về lý do đặt tên thân mật cho con gái là Winnie, Đông Nhi từng chia sẻ, cái tên Winnie mang ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng mà ba mẹ dành cho con. Con cảm ơn thế giới đáng yêu đã yêu thương, lo lắng và gửi nhiều lời chúc quý giá cho ba mẹ con như vậy. Có bố mẹ là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng có người hâm mộ khủng nên bức ảnh đầu tiên của bé Winnie được đăng tải trên mạng xã hội đã đạt hơn 1,5 triệu lượt tương tác cùng hàng trăm nghìn bình luận chúc mừng. Thời điểm đó, rất nhiều sao Việt cũng chia sẻ bức ảnh sơ sinh của con gái Đông Nhi để gửi những lời tốt đẹp đến bố mẹ bỉm. Sau đó ít tháng, con gái Đông Nhi tiếp tục có bức ảnh triệu tương tác thứ hai là khoảnh khắc biểu cảm ngơ ngác khi được mẹ bế trên tay. Việc sở hữu hai bài đăng triệu tương tác là điều hiếm có nhóc tỷ nào đạt được. Việc này đã chứng minh sự yêu mến đặc biệt của người hâm mộ dành cho tiểu công chúa. Nhóc thì có 600 nghìn người theo dõi, vẻ ngoài ngày càng đáng yêu. Hiện tại, con gái Đồng Nhi gần 2 tuổi và trở thành em bé quốc dân bởi được rất nhiều sao Việt và khán giả yêu thương. Winnie được bố mẹ lập cho tài khoản riêng trên các nền tảng mạng xã hội để đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Ai nữ nhà ông Cao Thắng đã có thành tích mới là một trong những em bé có lượt người theo dõi nhiều nhất làng giải trí Việt. Với con số hơn 600.000 người, đồng Nhi nhận lời khen bởi cách dạy có tâm lý, khéo léo, để bé phát triển đúng theo sở thích. Winnie trộm vía thông minh, lanh lợi và càng lớn càng nhí nhố. Nhóc tỳ còn có nhiều biểu cảm từ hờn dỗi đến hào hứng khiến dân mạng vô cùng thích thú. Em bé Triệu Lai cũng được bố mẹ đưa đến trường để làm quen với môi trường mới. Thỉnh thoảng, vợ chồng Đông Nhi cho Winny đi du lịch trong và ngoài nước để bé có thêm trải nghiệm cuộc sống. Nguồn NVCC